chú nha. Nay lên cho chú một con siêu phẩm. Con này săn cơ nha. Ok. Con này nó xài săn cơ, không phải săn điện nha. Máy thì như cái máy thùng luôn. Etin mệt 441 nha. Nè, lòng nè, xanh le xanh lét nha. Etin zin từng con ốc nha. Con này bao zin. Đọc nó. Máy này là máy châu Âu nha. Etin 441 Magnum nha. Thước ngắm còn nguyên nha. Này là dàn áo sau nè. Siêu đẹp luôn. Con này siêu VIP nha. Con này đời châu Âu. Em kiểm định rất là nhiều nha. Con này Etin 441 dòng siêu VIP, siêu to nha. Tem đầu còn luôn nha. Bộ đuổi đen thui nha. Máy này cực kỳ VIP nha. Ok. Cái tin mệt 441 nha. Siêu VIP. Này. Con này có xà áp nha, rớt tay là nổ. Con này phù hợp mấy chú mà khai thác chuyên nghiệp nha, khai thác cao su tràm. Này xưởng lớn nó ok luôn nha. Nè. Bảy màu luôn nha, trắng tinh luôn. Lưu ý nha, con này săn cơ nha, không phải săn điện nha. Ốc là ốc bảy màu hết luôn nha, trắng tinh nha. Etin mở 441 đây, dàn áo đây nha. Con này siêu VIP, zin nè, bugi nè, bugi là bugi bảy màu luôn, phát in ra băng bugi của Nhật nha. Con này siêu VIP, vô lăng nè, xanh lè luôn nha. Con này ai ưng thì alo nha. Ở trong con này đời cao ngút ngàn, này đời nhiều không biết nha. Nói chung là con này tầm 25-26 đó. Tem xanh tem vàng nha, for Etin gì đây. Etin đây nha. Con này siêu VIP. Dòng này cưa là phải nói là 460 là phải ngang ngửa luôn nha. Con này cưa phải ngang ngửa 460 cưa không lại luôn. Con này tua cực kỳ cao luôn. Con này phải chấp 460 luôn nha. Con này 660 mà cưa cây mặt nhỏ với nó là cưa không lại luôn nha. Dây giật trắng tinh nè. Con này dành cho dân chơi nha. Vô thấy hơi không? Cần đét nha. Hơi cực kỳ căng luôn. Máy là siêu VIP. Con này chắc đời 25 mấy chú ơi. Siêu VIP nha. Rớt tay là nổ. Sáp. Mực nhà máy nè mấy chú thấy không? Đó, má tua cực kỳ cao luôn. Này dành cho mấy chú dân chơi xài nha. Nó xài giảm sốc bằng cao su nè, bằng lò xo nè. Siêu VIP nha. Rồi. Con này giá thương lượng. Quần áo của nó gắn vô sẽ là như vậy nha. Con này siêu VIP nha. Dài ơi. Mấy chú mà giờ mua 66 làm gì mua con này nè. Nên trải nghiệm thử con này nha, tua cực kỳ cao luôn, cắt siêu VIP. Bởi vì nước ngoài họ xài dòng máy này không nha chú nha. Nếu như mà một con máy Etin 441 gì mà nó xuất về Việt Nam thì mình nhập không có nổi đâu nha, giá nó sẽ đội lên rất là cao. Cái này về ưu tiên hàng xách tay về nha, nên là hàng lậu giá nó sẽ ok hơn nha. Chứ mấy chú mà kêu là mua mấy thùng mà nhập về Việt Nam thì giá con này cực kỳ cao luôn á. Giá này bên đó mấy chục lần nha. Nếu tính tiền bên đó qua tiền Việt mình là mấy chục lần. Nên là Việt Nam mình không có nhập được dòng máy này, chỉ có là hàng đã qua sử dụng của người ta thôi nha. Nhưng mà bê tông con này nha, vân ngang như chưa xài luôn. Con này chắc là mới đem về chưa cưa là đã đem bỏ rồi nha. Họ chưa cưa là họ đã đem bỏ rồi. Con này siêu VIP nha.
Con này máy xách tay luôn, siêu vip. Tất cả mọi thứ đều dập nổi chơi tin nha, bê tông 30.000. Con này siêu vip nha. Đời cực kỳ cao. Đời này đời tầm nằm đời tầm 2015 nha mấy chú nha. Con này má vip. Nó xa áp nha. À. Quên. Quên gắn bù ghi nữa nha. Quên gắn cái nắp bù ghi. Để gắn nha. Này, giật nha. Rồi, con này giá thương lượng nha. Nó tầm mười mấy thôi mới vô ơi, không cao đâu. Bây giờ kiếm con thứ hai hơi bị hiếm nha. 10 nhỏ nha. Dàn áo của nó nè. Nó xài lọc gió của Trung S660 luôn. Con này nó xài đời 2 họng xăng nên tua của nó cực kỳ cao. Mấy chú mà khai thác cao su á, 660 con khẳng định luôn, chạy không bao giờ bằng con này nha. À, xài 2 họng xăng nha. Tối quá. À, một đó mấy chú thấy ở trên một họng nữa nha. Rồi. Con này giá cả thương lượng ai ưng thì cứ alo trực tiếp cho con nha, 0376128789. Rồi kết thúc clip nha. Hàng VIP nè, mấy chú thấy ở trong nè. Như chưa sử dụng luôn, con này mới 99%, bê tông 30.000 100%. Ai muốn coi bê tông thì cứ điện Zalo cho con cho coi từng chi tiết, từng cái con ốc, từng cái chi tiết máy luôn nè, như bình xăng con lần chưa đụng vô luôn. Con này ai ưng thì cứ alo trực tiếp cho con nha. Giá cả thương lượng. Đây. Siêu VIP nha.